mụn, rửa mặt bằng nước muối hay dùng sữa rửa mặt đây? Đừng lo, Trâm có sữa rửa mặt ngừa mụn Hazeline với nghệ cùng salicylic acid sâu tính kháng khuẩn và hoa cúc dịu nhẹ. Hazeline giúp loại bỏ dầu thừa, sạch hơn nước muối, giảm mụn dần sau 3 ngày, dịu nhẹ cho da.